Ngày 15 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao 4 ngư dân trên tàu cá QN92821TS và QN92538TS bị nạn giữa lúc bão số 5, bão Sơn Ca đang tiến sát bờ biển. Trước đó, đêm 13 rạng sáng 14 tháng 10, tàu cá QN92538TS có công suất 600 CV do ông Nguyễn Tấn Đức ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Khi đang khai thác hải sản trên vùng biển cách phía đông bắc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 42 hải lý, thì bị hỏng máy, phá nước, thả trôi, có nguy cơ bị chìm. Vào thời điểm bị nạn, trên tàu cá QN92538TS có 2 ngư dân. Lúc này, tàu cá số hiệu QN92821TS có công suất 612 CV do ông Lê Văn Kiệt cùng ở xã Nghĩa An làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần tàu Công Đức đã tiếp cận và cứu được 2 người. Tuy nhiên, sau đó tàu QN92821TS cũng bị hỏng máy, thả trôi trên biển có nguy cơ bị chìm. Do thời tiết trên biển rất xấu, thuyền trưởng tàu cá đã liên hệ về bờ xin hỗ trợ khẩn cấp. Mình cầm sâu lưới, ghe nó có cái neo, nó giữ còn mình cầm sâu lưới đó. Cho nên thủ nó qua vòn nước mà, dù mua gió, cấp nhận không được. Thì mức độ nước, mức độ mấy chị lùi mình nào ấy. Thì tầm khoảng 4-3 giờ mấy, lúc lần. Thì anh em thấy vậy sao lại đấm lên đây chặt dây chạy tới. Đằng lúc chạy tới thì chỉ xử lý lùm được mấy lúc rồi. Chỉ bây giờ cầu mong là giấc người thôi. Chủ yếu là người thì chính mà mình lùm ra đó mà. Ví dụ nói tăng thành là rất là mừng. Nếu mà bữa nay nói thì ông nói thiệt mà không có anh thì bóng đốm gì, anh em tôi sẽ không biết như thế nào. Càng lúc máy hỏng mà gió đơn xuống anh thấy, anh lúc chạy không được thì sẽ tiêu thôi. Khả năng chạy luôn á, đốn nếu mà không có vòng rồi thì thằng lúc cao có chiếc nào lăn cạn đi về gì tiếc rồi. Còn hồi chiếc lớn thêm đâu hôm đi về đúng chuyến biển mà chân sợ cố vậy rồi thì đổi muốn được. Thì tôi rồi là tàu đó nó không có điện á, nó mất điện rồi nó tối lắm. Với hơn nữa là bị gió với mưa nhiều quá, mù mịt chết. Rồi mình tiếp cận vô mà mình không được, mình phải dùng dây quen qua để cứu người thôi, chứ còn bây giờ tàu bánh là nó phá nước rồi mà mình chỉ có lâu người qua được thôi. Rồi sáng rồi nó đập bể rồi nè, sức đường sức đổi cho nghe cái thông tin mà tàu biên phòng 48 chạy ra thì mình an tâm. Nhận được thông tin sau khi có chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải đoàn Biên phòng 48 tại cảng Quy Nhơn đã điều tàu PP480106 cùng 13 cán bộ chiến sĩ xuất phát cứu nạn các ngư dân. Đến tối 14 tháng 10, tàu PP480106 đã tiếp cận được tàu cá các ngư dân bị nạn. Tuy nhiên, do biển sóng to, gió giật cấp 6 lên cấp 7 nên công tác tiếp cận cứu nạn rất khó khăn. Trên tàu cá, 4 ngư dân trong tình trạng hết sức nguy hiểm, nước ngọt và lương thực trên tàu đã cạn kiệt. Sóng rất là lớn, 3m đến 3m2, gió cấp 6, cấp 7, có khi giật cấp 8, cấp 9. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn cố gắng phát huy hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đến khi ra đến nơi, đã triển khai rất là nhanh chóng phương án là kéo cái tàu bị nạn. Cán bộ chiến sĩ trong toàn tàu đã đưa được cái tàu bị nạn về tại cảng Hải đoàn 48 an toàn. Đến khoảng 23 giờ đêm, tàu biên phòng đã hỗ trợ lai dắt tàu cá QN92821TS trở về cảng Quy Nhơn an toàn. Riêng tàu cá QN92538TS thì bị chìm trên biển không cứu được. Lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng hỗ trợ khám sức khỏe cho các ngư dân bị nạn trước khi bàn giao cho người nhà và địa phương.